Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Tử Vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Người sinh năm 1984 là tuổi con chuột, tức là năm Giáp Tý sinh năm 1984 thuộc mệnh Kim Hải Trung Kim, vàng dưới biển. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch cho tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, bản mệnh có một tháng thuận buồm xuôi gió, thời điểm cuối năm là lúc bạn gặt hái thành quả lao động của mình. Tuổi Giáp Tý là những người làm việc rất chăm chỉ, cần cù, nhưng nhiều khi kết quả lại không được như ý muốn, đó có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả hoặc may mắn chưa mỉm cười với họ. Nếu muốn công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn, bản mệnh tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ tổng quan tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch cho tuổi giáp tý, sinh năm 1984, về cơ bản đây là một tháng khá thuận lợi đối với người tuổi giáp tý 1984, mọi việc tiến triển suôn sẻ, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tuy nhiên có thể bạn vẫn chưa đạt được đến sự đột phá trong công việc, nhị hợp phù trợ giúp bạn xác định được rõ ràng mục tiêu, phương hướng của mình, đồng thời bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể trong giải quyết các công việc, nhờ vậy mà công việc dù khó, khăn cũng dần được tháo gỡ khắc phục đáng lưu ý thời điểm này nhờ có sao thái dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn công việc tiến triển thuận lợi nhưng không có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều đối thủ hoặc những kẻ chờ thời cơ để công kích hạ bệ sự bon chen giành giật là khó tránh khỏi nhất là đối với những người làm đầu tư kinh doanh tuy nhiên có thể thấy rằng chỉ khi vượt qua được những điều này bạn mới có thể trưởng thành và phát triển nhanh chóng hơn trên phương diện tình cảm nhị hợp phù trợ, giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, nhân duyên tốt đẹp, tạo điều kiện để bạn tìm được những đối tượng triển vọng, nếu còn độc thân bạn hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn, không cần phải quá đa nghi tự nhốt mình trong thế giới cô đơn của chính bản thân mình, hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình, người đã lập gia đình trải qua một tháng êm đềm, vợ chồng biết quan tâm san sẻ nhiều điều với nhau. Về mặt sự nghiệp, thời điểm cuối năm người tuổi giáp tý, sinh năm 1984, trở nên khó khăn vất vả bộn bề hơn nhiều, may có nhị hợp tác động bạn hoàn toàn có thể phân loại được nội dung việc làm rõ ràng, do vậy nên dù khối lượng việc làm quá lớn, bạn vẫn hoàn toàn có thể sắp xếp và triển khai ổn thỏa, thêm vào đó mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp, cũng giúp bạn có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực, đôi bên có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết những vấn đề hóc búa, vì vậy mà dù nội dung công việc có khó khăn đến đâu cũng thường được giải quyết một cách nhanh chóng nếu triển khai xong tốt trách nhiệm của mình bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu hướng tới một năm mới bùng cháy rực rỡ hơn nguyện lệnh lâm tuyệt cho thấy sự nghiệp của bản mệnh tuổi giáp tý dù có phát triển nhưng chưa có bước tiến rõ ràng bạn cũng không nên đổi việc làm khiến sự nghiệp có phần bấp bênh chưa vững chắc thời điểm này bạn cần bình tĩnh lại và suy nghĩ xem điều mình thực sự muốn làm và điều mình thực sự Giỏi là gì, không nên vội vã chạy theo bước chân của người khác, tuy nhiên với những người trẻ tuổi dù có tham vọng, thì có vẻ như tháng 12 âm lịch này không phải là một tháng quá suôn sẻ, nguyện lệnh lâm tuyệt cho thấy sự nghiệp của bạn, dù có tăng trưởng nhưng chưa có bước tiến rõ ràng, bạn cũng không nên thay đổi công việc điều này khiến sự nghiệp có phần bấp bênh chưa vững chãi, thời điểm này bạn cần bình tĩnh lại và tâm lý, xem điều mình thực sự muốn làm và điều mình thực sự giỏi là gì, không nên vội vã chạy theo bước chân của người khác người tuổi giáp tý có vẻ ngoài đẹp mắt và tác phong thao tác nhanh cũng là yếu tố giúp bạn thiết kế xây dựng được những mối quan hệ xã giao thoáng đáng, bạn hoàn toàn có thể gặp được người có trùng quan điểm, đồng chí hướng với mình, đôi bên nên cùng nhau tích hợp để tăng trưởng về lâu về dài. Về mặt tài vận, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, khá đáng kỳ vọng trong thời gian cuối năm này, đây là lúc bạn gặt hái thành quả lao động trong suốt một năm trời, nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến, đối với người làm đầu tư kinh doanh các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định, và không ngừng tăng tiến, đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn, trong năm mới thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội giàu nhanh chóng nhờ vào vận may của mình ví dụ như chúng sổ số rút thăm may mắn khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay bạn cần có kế hoạch chi tiêu sử dụng sao cho phù hợp đừng nên nghĩ đến việc sống dựa dẫm vào những đồng tiền may rủi này mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao xa hơn nữa trong tương lai người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối ổn định không thay đổi, bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không hề thiếu được những khoản thưởng nóng thường Tết, với những người có nghề tay trái bạn cũng được trả một mức thù lao tương tự khiến cho ví tiền dùng rỉnh hơn trước nhiều, nhưng nguyện Lệnh Lâm Tuyệt khuyên bản dù có ham làm giàu đến đâu thì cũng cần phải biết lượng sức mình và biết đâu là điểm dừng, đừng quá tham lam thậm chí làm giàu phi pháp dễ vướng vào vòng lao lý, chuyện làm ăn không tránh khỏi bon chen giành giật nhưng không đến mức phải sử dụng thủ đoạn để hãm hại người khác. Về mặt tình cảm tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi giáp tý, sinh năm 1984, thấy rằng chuyện tình cảm của người tuổi giáp tý về cơ bản là không thay đổi trong suốt tháng này, đặc biệt quan trọng là với những ai đã có đôi có cặp, trải qua những chuyện như thế này đôi bên càng thêm quý trọng nhau hơn, vì thế có thể thấy rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa, dưới tác động ảnh hưởng của nhị hợp vợ chồng biết thông cảm và đồng cảm với nhau, do đó mà nhiều khúc mắc cũng được. Tháo gỡ, trải qua những điều như thế này, đôi bên càng thêm quý trọng nhau hơn, cho nên vị thế đôi lúc những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác thiết yếu cho tình yêu đôi lứa, đôi bên hoàn toàn có thể tâm lý đến việc sinh con năm 2023, ngoài ra bạn cũng biết chăm sóc hơn cho mái ấm gia đình, không còn dành quá nhiều thời hạn cho sự nghiệp hoặc sở trường thích nghi cá nhân nữa, một khi đã là người một nhà thì nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng tổ ấm không phải trách nhiệm của riêng ai mà cả hai đều cần phải chung tay góp phần xây dựng bảo vệ hạnh phúc gia đình đối với những người độc thân con đường nhân duyên tình duyên của bản mệnh có phần xuôn sẻ tuy nhiên nam mệnh có số đào hoa hơn so với nữ mệnh bạn có nhiều thời cơ được tham gia vào những buổi tụ tập gặp gỡ và gặp được người mình đã luôn mong đợi từ lâu thiên diêu chủ về đào hoa phong lưu cũng là yếu tố thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp bạn có một tháng thuận lợi hơn trong chuyện tình cảm bạn có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình gây ấn tượng khó phai mờ đối với người khác giới tuy nhiên có đôi khi quá đào hoa cũng không phải là tốt ngũ hành tương khắc cảnh báo nếu bạn giữ quan hệ với quá nhiều người thì rất dễ đẩy mình vào những hoàn cảnh rắc rối phức tạp thậm chí chuyện tình cảm còn gây liên lụy đến sự nghiệp tiền bạc và sức khỏe của mình về mặt sức khỏe về cơ bản thì tình hình sức khỏe thể chất của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 không thay đổi trong tháng này, bạn không phải đương đầu với những yếu tố nghiêm trọng, vì thế nên điều thiết yếu lúc này là tiếp tục luyện tập thể dục thể thao, duy trì thực trạng sức khỏe thể chất của mình, bạn nên hoạt động vừa sức không nên cố gắng nỗ lực thao tác quá mức dễ gây tổn hại cho bản thân mình, nói chung việc rèn luyện cũng cần thiết với lứa tuổi của mình, áp lực việc làm là không tránh khỏi so với người trẻ tuổi, trong dịp cuối năm như thế này bạn cần phải sắp xếp thời hạn biểu sao cho hài hòa và hợp lý, để bản thân hoàn toàn có thể vừa triển khai xong việc làm đúng hạn, lại vẫn có thời hạn để nghỉ ngơi thư giãn giải trí. Trên đây là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần của tuổi giáp tý, sinh năm 1984, hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 12 năm 2022 này, quý vị đừng quên bấm like đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi. Chúc quý vị có một tháng mới hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an và bội thu về tài lộc. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.